tất cả các anh em đang quay lại kênh YouTube của mình. Thì ở video lần này thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em một cái căn bệnh nữa, và nó dẫn đến là nó xì ở tay kéo lúc kê ha. Triệu chứng của căn bệnh này là xì ở lúc kê. Còn van này là van chỉ hơi 2 tầng điều khiển cho remote. Thì cái van này thì mình cũng đã làm cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cái van này rồi cho tất cả các anh em mình xem rồi ha. Anh em nào chưa đón xem video đó thì hãy bấm nút đăng ký kênh của mình để chúng ta xem những cái video mà liên quan những cái van này ha. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua để cho tất cả các anh em mình biết có những cái ống hơi. Ví dụ như đường ống hơi này là đường ống hơi nguồn, có nghĩa là hơi từ bình chứa đi vào cái ống hơi này ha. Còn ba cái đường ống thẳng hơn này thì đường ống này là đường ống từ tay kéo lốc kê đi xuống ha. Có nghĩa là khi chúng ta nhả lốc kê thì đường ống này nó sẽ có hơi, nó sẽ đi vào điều khiển cái van này ha. Còn khi chúng ta kéo lốc kê là ngắt hơi, không cho hơi đi xuống cái van này, cái đường này ha. Và đường ống này là đường ống từ tổng phanh đi xuống, đường ống này cũng đường ống từ tổng phanh đi xuống ha. Còn đường ống này là hai đường ống ra mọt, một đường ống là đường ống này luôn luôn lúc nào cũng có hơi là đường ống này. Có nghĩa là khi chúng ta kéo nhả lốc kê gì đường ống này cũng có hơi hết. Và cái đường ống này là đường ống dưới, thì có nghĩa là cái đường ống này khi chúng ta đập phanh là đường ống này có hơi, và chúng ta kéo lốc kê thì đường ống này có hơi. Đó. Về sơ bộ thì nó cấu tạo như thế này. Còn video này thì mình hướng dẫn cho tất cả các anh em mình cái khắc phục cái nguyên nhân, đó là khi chúng ta kéo lốc kê đường ống này trong van này nó dội ngược lên và nó xì ở tay kéo lốc kê. Nó xì ở tay kéo lốc kê thì các anh em mình cứ tưởng rằng là cái tay kéo lốc kê chúng ta bị hỏng và chúng ta đi thay tay kéo lốc kê đó, nhưng mà kết quả là chúng nó không có cải thiện được ha. Chính nguyên nhân ở dưới cái van này nó đang bị hỏng, dẫn đến là nó xì ngược lên cái tay kéo lốc kê mà chúng ta không biết được ha. Thì hôm nay mình chia sẻ vấn đề này để cho tất cả các anh em mình biết cách khắc phục của nó như thế nào ha. Cái này là mình hướng dẫn xử lý nhanh ha. Còn cái vấn đề mà chúng ta bổ dưỡng toàn bộ cái van này thì mình cũng đã có làm clip rồi ha, các anh em hãy đón xem những video đó. Và những cái bộ sửa chữa của cái van này này, bộ siêu phết rồi đó, là mình có bán. Thì các anh em mình cần thì hãy liên hệ với bên mình ha, 0389898100, số mình có kết nối Zalo. Các anh em cần thì hãy liên hệ ha. Cái này thì các anh em lái xe cũng có thể là xử lý được ha, hoặc là các anh em làm thợ thì cũng có thể là hướng dẫn xử lý được vấn đề này ha. Thì trước tiên là các anh em mình hãy tháo bốn con vít ở phía dưới này ra ha. Sau đó các anh em tháo cái con 827 này ra, nhưng mà để chúng ta tháo được thì chúng ta phải mở cái con này ra để chúng ta đút cái trục vít vào ha. Thì bên trong cái lỗ này này, các anh em hãy để ý nè, bên trong cái lỗ này khi chúng ta đút cái trục tua vít này vào, nó chỉ có một cái cạnh nè, một cái cạnh chúng ta đút thẳng vào thì cái trục tua vít chúng ta xuyên qua được ha. Và chúng nó giữ ở đó và chúng ta mới mở được con ốc bên dưới này ha. Chúng ta mới mở được con ốc này. Đấy. Anh em mình hãy xem mình cách mình thực hiện ha, để các anh em mình có thể làm được. Đấy, các anh em mình thấy nè, đó, mình lát ở dưới là nó lát nè, thấy chưa? Thì chúng ta mở ra là sẽ được ha. Đấy. Rồi, tiếp theo là các anh em mình hãy dùng kềm chúng ta rút cái này lên ha. Đây. Các anh em lưu ý là nó có chiều ha, chúng ta lắp sai là không được đâu, chúng ta lắp như thế này là không được ha. Chúng ta phải lắp đúng chiều, và ngay chỗ này nó có cụm ori siêu ha. Rồi đây. Đây là cái nguyên nhân. Để mình mở ra cho tất cả các anh em mình xem. Đây là nguyên nhân hư hỏng này các anh em. Đây, các anh em mình thấy không? Mình chỉ trục tua vít vào. Cái lông đèn này nó bung lên này các anh em. Lông đèn giữ nó bung lên này. Đấy, thấy chưa? Các anh em mình thấy không? Nó bung lên luôn. Đó. Nó bung lên như thế này. Đây. Đấy. Thì cụm orin này này, ngay dưới đây nó có cụm orin để nó làm kín này. Thì nó bị xì ra, xì hơi. Đó. Nó xì hơi từ cái buồng phía dưới này này. Từ cái buồng này này các anh em. Từ cái buồng này nó lòn xuống cái cụm siêu, cụm orin á, bắt đầu là nó xì xuống ha, xì xuống và nó sẽ thấm ra cái đường này. Đấy, đó là cái nguyên nhân cốt lõi của vấn đề, mà bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em mình cái cách chúng ta xử lý nhanh thôi ha, xử lý tạm thời
về vấn đề các anh em mình hãy đánh giá cái vấn đề là nó bị mòn hay nhiều hay ít ha. Tại vì cái này nó là cái lỗi của công nghệ gia công của nó, thì nó bị hư cái này ra ha, nó bị ăn mòn, lâu ngày nó ăn mòn thì nó bung ra đó. Thì bây giờ mình sẽ lắp, mình vệ sinh, sau đó mình lắp vô lại sau đó mình tu lại mấy cái trên cái vành này để cho nó giữ cái lông đèn đó, nó giữ cùng siêu đó, là có thể khắc phục được vấn đề này ha. Thì nhưng mà về lâu về dài thì cái van này nó cũng sẽ bị lại, cho nên các anh em mình tìm cách chúng ta xử lý sử dụng được một thời gian nữa và chúng ta sẽ thay cái van này đi ha. Tại vì cái chỗ này cái lỗi công nghệ rồi ha, chúng ta không thể khắc phục nào hơn được ha. Rồi bây giờ các anh em mình hãy xem cách mình xử lý ha. Ok nè các anh em. Đấy, các anh em mình hãy xem cách mình tu này ha. Mình tu mấy cái vị trí này này. Đấy, vị trí này. Đó. Cho nó giữ lại cái lông đèn này lại và nó giữ cùng siêu chúng ta ha. Sau đó là chúng ta ráp lại là ok ha. Đây là cái cách mình hướng dẫn cho tất cả các anh em mình là chúng ta cứu vãn được một tí ha, thêm một thời gian nữa chứ không phải là chúng ta xử lý trọn vẹn đâu ha. Coi như là hoàn thiện cái van này ha, xử lý cái vấn đề là nó xì hơi ngược lên tay cái lốc kê, nó xì qua cái đường hơi này ha. Rồi các anh em mình xem video thấy hay thì bấm like, subscribe ủng hộ kênh giúp mình ha.